Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của anh Yên. Ở cái clip này em sẽ chia sẻ cho các bác mà cách xoay trứng. Thì cũng có nhiều bác hỏi em là xoay trứng như thế nào. Thì những anh em nào nuôi rồi thì em sẽ không nói đến. Còn những anh em nào chưa nuôi cũng chưa biết cách xoay trứng thì em sẽ xoay cho các bác xem. Thì trước tiên sẽ là quả trứng quả tia. Thì 3 ngày cho đến 4 ngày là sẽ có tia. Thì các bác cầm cái đèn quả trứng, thì các bác cầm trứng trong lòng bàn tay thế này nhá. Đèn các bác ôm đây cho em này. Quả này mới thì đang có tia máu đây các bác. Em sẽ lấy quả rõ hơn. Đây là trứng đang tạo phôi các bác nha. Đã có hình. Hình đây. Đó là trứng có phôi các bác nha. Còn đây màu sậm hơn. Tức là trứng sắp nở này. Trứng này được khoảng 9 đến 10 ngày gì đó. Vẫn chưa còn chưa sậm hết. Trứng này cũng đạt ok các bác nha. Và đây. Và trứng này là trứng hỏng. Thì em sẽ nói quả trứng này cho các bác. Khi các bác xoay vào quả trứng hỏng thì là các bác sẽ nhìn thấy nó sẽ có một nguyên một màu vàng. Màu vàng này. Đấy. Tức là trứng đã bị hỏng nha. Trứng màu này trứng màu như này tức là có phôi và bị chết phôi, là nó sẽ chuyển thành màu vàng. Các bác xoay sẽ có màu vàng này. Vì khi bị chết phôi rồi thì lòng đỏ và lòng trắng sẽ hòa quyện vào nhau thành màu vàng. Còn em sẽ ví dụ một quả. Đây, em sẽ lấy quả này. Khi mà trứng mà đẻ ra cho ấp khoảng 4-5 ngày các bác xoay mà thấy lòng trắng vẫn ra lòng trắng, lòng đỏ vẫn ra lòng đỏ thì tức là trứng không có phôi các bác nha. Trứng không phôi. Đây, sẽ như thế này. Thank you.
quả trứng mà các bác xoay mà nó vàng hết ấy. Vàng đúng như này luôn thì là có phôi nhưng bị chết phôi. Thì ở đây là cách xoay trứng đơn giản mà các bác. Các bác cứ cầm trứng như này thôi. Các bác đặt bóng đèn vào đây, các bác soi. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác thấy hay thì bấm like và bấm đăng ký kênh. Các bác nhớ là ấn bật quả chuông để nhận các video từ bên em. Xin chào và hẹn các bác ở clip tiếp theo nha.